Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin đại diện cho lớp Phúc Đinh IK43 trình bày về CoombsTest. CoombsTest là thử nghiệm miễn dịch huyết học có vai trò quan trọng trong việc phát hiện các kháng thể tiêu diệt hồng cầu. Phân loại CoombsTest thì chúng ta sẽ có hai loại, đó là CoombsTest trực tiếp và CoombsTest gián tiếp. CoombsTest trực tiếp dùng để phát hiện các kháng thể IgG hoặc thành phần bổ thể gắn với kháng nguyên trên màng hồng cầu, được dùng để phát hiện các kháng thể cố định trên bề mặt màng hồng cầu. Test được chỉ định trong các trường hợp như sàng lọc máu trong kỹ thuật định nhóm máu làm phản ứng phát máu, test đánh giá nguy cơ tan máu khi truyền máu hoặc nghi ngờ bệnh lý tan máu ở trẻ sơ sinh. Các bước tiến hành của CoombsTest trực tiếp như sau. Đầu tiên, máu tĩnh mạch của bệnh nhân sẽ được lấy và đem trộn với huyết thanh Coombs, hay còn gọi là huyết thanh kháng globulin người đa giá. Thì nếu như trong máu của người bệnh có kháng thể sẽ gây hiện tượng ngưng kết. Kết quả dương tính sẽ xảy ra trong các trường hợp như bệnh lý tan máu ở trẻ sơ sinh, các phản ứng truyền máu tan máu do dị miễn dịch, các phản ứng thuốc hoặc các nguyên nhân khác như là tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng, u lympho, bệnh lý u tân sinh, bệnh lý thận, viêm khớp dạng thấp hoặc người già. Và test sẽ cho kết quả âm tính trong trường hợp cơ thể bình thường hoặc thiếu máu tan máu loại không có tính chất tự miễn và không do thuốc gây nên. Ở CoombsTest gián tiếp thì test này được dùng để phát hiện các kháng thể tự do trong huyết thanh, được chỉ định trong các trường hợp như xét nghiệm tiền sản của người phụ nữ mang thai hoặc xét nghiệm trước khi truyền máu. Các bước tiến hành của CoombsTest gián tiếp như sau. Thì đầu tiên, huyết thanh của người bệnh sẽ được đem ủ với hồng cầu mẫu nhóm máu O rhesus dương, sau đó sẽ được trộn tiếp với huyết thanh Coombs. Nếu như trong huyết thanh của người bệnh có kháng thể thì sẽ gây nên hiện tượng ngưng kết. Và CoombsTest gián tiếp sẽ cho kết quả dương tính trong các trường hợp như bệnh lý tan máu ở trẻ sơ sinh, thiếu máu tan máu do thuốc, kháng thể dị miễn dịch, sau truyền máu không tương hợp không thuộc nhóm máu ABO hoặc là không tương hợp nhóm máu rhesus giữa mẹ và thai nhi, và sẽ cho kết quả âm tính trong trường hợp cơ thể hoàn toàn bình thường. Một điều cần lưu ý ở đây là CoombsTest trực tiếp dương tính có thể gây bệnh và rất nặng, trong khi CoombsTest gián tiếp dương tính thì không gây bệnh và chỉ lúc cần truyền máu. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.